nay người mà tôi đề cập đến thì là một người rất nổi tiếng và hầu như tất cả người dân Việt Nam chúng ta ai cũng đều đã biết. Vâng, kính thưa bà con, đó là Ngô Bảo Châu, người đang xuất hiện ở trên màn hình. Vâng, hôm nay thì có một vấn đề gì mà cần phải nói? Ở đây thì tôi xin nói với bà con về một vấn đề. Đó là việc đất nước chúng ta đang cùng với thế giới gồng mình lên để chống đỡ lại cái dịch bệnh chết người COVID-19. Một trong những cái nguyên nhân mà đang gây tổn thất rất lớn về người và của cho cả thế giới nói chung. Việt Nam chúng ta thì có một điều rất là may mắn, đó là cái sự quyết tâm rất cao của chính phủ, của ban chống dịch và của toàn dân. Mặc dù là cái nguy cơ của nước Việt Nam chúng ta rất cao, nhưng mà vì có cái sự nỗ lực cho nên đến bây giờ có thể nói là Việt Nam chúng ta vẫn đang khống chế và vẫn đang làm chủ được tình hình dịch bệnh. Cho đến hôm nay thì mặc dù thế giới đã lên đến 200.000 người bị nhiễm bệnh, chết đến hàng chục nghìn người rồi, nhưng mà Việt Nam chúng ta vẫn chưa có người tử vong và số lượng mắc vẫn chưa đến 100 người, vẫn mới chỉ có hơn 90 người, 91 người. Như vậy là tôi cho rằng đó là một sự thành công rất đáng kể mà thế giới cũng đang rất là kính trọng Việt Nam về cái lĩnh vực đó. Thế thì trong tất cả mọi các cái nỗ lực thì gần đây chính phủ và ban chống dịch có đề ra một cái kêu gọi là tất cả mỗi người chúng ta cùng chung tay góp sức để ngăn chặn dịch. Và đó là việc mà chính phủ phát động một cái đợt gọi là nhắn tin qua điện thoại, qua tổng đài 1407 để tất cả người dân chúng ta, ai có nhiều thì đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, tất cả chúng ta cùng chung tay. Đó là một việc làm hết sức ý nghĩa và hết sức nhân đạo. Được gặp được cái sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Và chỉ trong vòng có hơn một ngày thì riêng tổng đài 1407 đã tổng kết được gần 30 tỷ. Một con số cực lớn mà từ trước đến nay những cuộc vận động trước không đạt được. Thế nhưng ở đây thì cũng nói với bà con là trong cái lúc mà cả nước, nhân dân cả nước chúng ta đang đồng lòng cùng với chính phủ, cùng với ban chống dịch như vậy, thì Ngô Bảo Châu lại có một cái hành động mà tôi cho rằng sau đây thì tôi và bà con chúng ta cũng phân tích xem anh ta có phải có một cái tấm lòng thật đối với quê hương đất nước, đối với người dân trong nước, hay anh ta đang có những cái dạng bôi bác. Vâng ạ, kính thưa bà con, tôi xin cho bà con xem một cái tốt anh ta đăng ở trên trang Facebook của cá nhân. Vâng ạ, tôi xin đọc để bà con cùng nghe. Đồng bào này đang bị phong tỏa, rảnh quá nên quyết định gửi tin nhắn 1407 ủng hộ nỗ lực của đồng bào khác đang kiên cường chống dịch Covid dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chính phủ. Gửi mãi không làm được thì làm thế nào? Vâng ạ, được biết là sau khi mà cái tút này của Ngô Bảo Châu viết lên thì anh ta còn đối thoại với một số người quen ở dưới, thì anh ta còn nói rằng anh ta đang ở Paris của nước Pháp. Và như chúng ta đã biết thì cái tin nhắn này là cuộc vận động ở trong nước và tổng đài 1407 là chỉ có ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Cái điều này thì tôi nghĩ rằng những người sử dụng điện thoại bình thường cũng hiểu điều đó. Nhưng mà ở đây thì Ngô Bảo Châu có vẻ như là không hiểu. Vì vậy cho nên anh ta nhắn và anh ta không nhắn được thì anh ta có than vãn lên trên mạng Facebook là như vậy. Nhưng theo tôi thì ở đây kể cả trong cái văn phong lẫn cả trong cái hành động thì anh ta đều đang có ý định bôi bác. Cái thứ nhất là về hành động thì rõ ràng là phải hiểu là cái tổng đài 1407 này nó chỉ có ở trong đất nước Việt Nam, chứ ở bên Paris thì không thể có được. Cho dù tôi nói ví dụ như Pháp với Việt Nam có thể ký một cái hiệp định về viễn thông chẳng hạn, có thể thông thương các mạng điện thoại di động của nhau, nhưng cũng chỉ thông thương để các cuộc đàm thoại và tin nhắn thôi, chứ cũng không thể nào thông thương các cái dịch vụ như cái dịch vụ của tổng đài như thế này. Chính vì vậy cho nên là một cái điều tối thiểu đó, và tôi nghĩ với một con người học cao, biết hiểu rộng như là Ngô Bảo Châu thì thừa hiểu điều đó. Chính vì vậy cho nên là có thể nói rằng ở đây là Ngô Bảo Châu phải hiểu cái điều đó, nhưng mà anh ta vẫn cứ cố tình giả vờ không hiểu. Đó. Cái thứ hai nữa là
Nếu mà văn phong thì ở đây chúng ta thấy, tôi đọc lại toàn văn cái câu này để chúng ta đánh giá. Đồng bào này đang bị phong tỏa, tức là ý anh ta nói là cái người dân ở tại nơi anh ta đang ở, đó là ở Paris đấy, đồng bào này nhá. Rảnh quá nên quyết định gửi tin nhắn 1407 ủng hộ nỗ lực của những đồng bào khác. Đồng bào khác nhưng mà con nhé, đồng bào này và đồng bào khác. Đó, chúng ta phải thấy nó rõ ràng là như vậy. Đang kiên cường chống dịch COVID dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chính phủ. Đó, chúng ta thấy nói với bà con, nói với Ngô Bảo Châu này, chắc chắn là sự sáng suốt. Vì tất cả những cái quyết sách của chính phủ Việt Nam đưa ra từ lúc bắt đầu dịch khởi phát cho đến bây giờ đang hoàn toàn đúng đắn. Nó đã chứng minh qua con số bị nhiễm bệnh, qua con số tử vong, và đặc biệt là qua sự khâm phục của thế giới, trong đó có cả Tổ chức Y tế Thế giới là cái đơn vị đứng đầu của thế giới về y tế. Cho nên nhà Ngô Bảo Châu có dùng một cái từ dạng bôi bát như thế này đi chăng nữa, nhưng cũng không phủ nhận được đó là sự sáng suốt thực sự của chính phủ. Đó. Thế còn ở đây chúng ta xét đến một vấn đề đạo đức. Đấy. Vấn đề đạo đức ở chỗ là thế này. Báo cáo bà con là nếu như chúng ta là một người muốn ủng hộ, nếu như Ngô Bảo Châu mà muốn ủng hộ một cách chân tình và thực sự thì thiếu gì cách. Không nhắn được tin thì gửi tiền, 10, 20, 30, gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đường bưu điện, qua đường chuyển phát, rất đơn giản thôi. Không việc gì mà phải lên than vãn ở trên cái mạng xã hội như thế này. Cho nên là qua cái việc này thì tôi xin khẳng định Ngô Bảo Châu đang muốn bôi bác. Cũng giống như cái bọn bác que xỏ lá. Sau khi mà chúng ta thấy là chính phủ ra cái lời kêu gọi toàn dân nhắn tin để ủng hộ cái công việc phòng chống dịch, thì bọn chúng cũng đưa ra một cái lập luận mà như bài nói chuyện tối hôm qua tôi đã phân tích. Đó là tại sao chính phủ Mỹ thì phát tiền cho người dân chống dịch, nhưng mà chính phủ Việt Nam thì lại thu tiền của dân. Thực ra thì ở đây thì tôi đã nói thẳng là đây không phải hiện tượng thu tiền, mà đây là kêu gọi mọi người tự nguyện đóng góp. Và nhân tiện đây thì tôi cũng nói lại một chút, đó là cái cộng sản nó khác cái tư bản ở cái chỗ. Tư bản thì họ bình quân phát theo đầu người, nhưng sau đó thì tất cả những người chữa bệnh, và như tôi đã hôm qua tôi đã đưa đến cho bà con xem một cái bài báo viết một bệnh nhân ở Mỹ mắc Covid, sau khi ra viện đã thanh toán hết gần 35.000 đô la. Đó, vậy thì 1.000 mà chính phủ phát ra nó có như muối bỏ bể, chả giải quyết được cái gì. Nếu như không có tiền thì chắc chắn là chết. Nhưng ở Việt Nam ấy thì hiện nay tất cả những người nhiễm bệnh, nhiễm dịch đều đang được điều trị miễn phí. Mặc dù không được phát 1.000 đô la như người Mỹ, nhưng lại được điều trị miễn phí. Và chúng ta phải biết là bệnh nhân để điều trị về dịch bệnh này là rất tốn kém. Phải tính đến tiền 100 triệu, chứ không phải là tiền chục triệu đâu. Phải tính đến tiền 100 triệu. Đấy là chưa kể đến những trường hợp mà như hiện nay những bệnh nhân 64 tuổi ở Hà Nội đang phải chạy tim phổi nhân tạo bên ngoài đó, thì hàng 100 triệu một ngày. Đó. Vậy thì tôi hỏi là nếu như mà chính phủ muốn phát cho bà con 1.000 đô với trị giá độ khoảng hơn 20 triệu, nhưng bà con lại phải bỏ tiền ra để chữa chạy, thì bà con có tiền không? Không có. Và đây cũng muốn nói lên cái tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Và chính nhờ cái sự đoàn kết này thì dân tộc Việt Nam đã chiến thắng tất cả những kẻ thù giặc giã. Mà hiện tại bây giờ chính phủ và nhân dân Việt Nam đang coi dịch bệnh này cũng là giặc, và không có gì hơn đó là sự đoàn kết toàn dân chống giặc. Cho nên người dân Việt Nam tự nguyện và đồng ý với cái phương pháp làm của chính phủ Việt Nam. Thậm chí bây giờ có cả những người nước ngoài đang được hưởng cái tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam, đó là đang được điều trị. Mà tôi thấy là hôm trước đây thì có bảo có thể sẽ thu tiền những người nước ngoài, nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng trước mắt cứ biết là họ đã được cứu chữa. Hai bố con người Trung Quốc đã được cứu chữa thành công, không phải nộp tiền. Và đến bây giờ rất nhiều các bệnh nhân người nước ngoài đang được cứu chữa ở Việt Nam. Đó, vậy cái nào nhân văn hơn, cái nào thiết thực hơn? Xin mời tất cả bà con chúng ta cùng với Ngô Bảo Châu đánh giá. Ở đây tôi xin đánh giá cái viết bài tút này nó cũng giống như cái lập luận của bọn bác que thôi, không khác gì. Dạng đã muốn bôi bác về cái phương pháp làm của chính phủ Việt Nam. Đó, đấy là cái kết luận của tôi đối với cái tút của Ngô Bảo Châu viết lên trên trang Facebook của cá nhân mình. Bây giờ tôi xin bà con chúng ta hãy xét ngược dòng thời gian một chút về trường hợp Ngô Bảo Châu. Như chúng ta đã biết thì Ngô Bảo Châu
đã trở thành một người nổi tiếng trên thế giới và ở tại đất nước Việt Nam sau khi Ngô Bảo Châu đã đoạt được một cái giải thưởng rất là danh giá, đó là giải Phil ở trong toán học thế giới. Và cái giải Phil này thì được đánh giá ngang hàng với giải Nobel, vì riêng trong lĩnh vực toán học thì không hiểu sao tại sao hồi ông Nobel ông lại không di chúc lại là có một giải Nobel cho toán học, mà chỉ có giải Nobel cho vật lý, cho y học, cho các lĩnh vực khác, hóa học, nhưng lại không có giải Nobel cho toán học. Thì sau đó các nhà toán học thế giới mới đứng ra thành lập một cái giải thưởng dành riêng cho toán học, đó là cái giải thưởng Phil, và nó tương đương, thấy đánh giá nó tương đương với giải Nobel của thế giới. Và ở châu Á thì Ngô Bảo Châu rất vinh dự là người của công dân của nước thứ hai đoạt được cái giải này sau nước Nhật. Có thể nói giải thưởng toán học Phil này là một niềm mơ ước của rất nhiều nước, kể cả châu Âu và châu Á. Và Ngô Bảo Châu đã đạt được cái thành tựu đó. Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam, thời gian mà Ngô Bảo Châu đạt được cái giải thưởng đó đã rất là kính trọng. Ví dụ Ngô Bảo Châu được phong giáo sư còn rất trẻ, rồi được những cái đại ngộ của nhà nước Việt Nam mà chúng ta đã biết, chúng tôi không cần phải kể ra đây nữa. Thế rồi cái sự kính trọng của người dân trong nước, như bản thân chúng tôi, mặc dù Ngô Bảo Châu còn ít tuổi, nhưng chúng tôi rất là kính trọng, rất là tự hào vì dân tộc Việt Nam chúng ta đã có một con người đạt được một giải thưởng danh giá như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói này, đáng nhẽ với một cái tài năng xuất chúng như của mình, với một cái giải thưởng danh giá như vậy, Ngô Bảo Châu đáng nhẽ phải làm sao sống cho nó xứng đáng với cái tài năng đó, với cái sự ngưỡng mộ của người dân trong nước. Đó là sống theo cái luân thường đạo lý của người Việt Nam. Thứ nhất là uống nước nhớ nguồn, thứ hai là khiêm tốn. Cái mà tất cả tôi tin là cha ông của Ngô Bảo Châu cũng sẽ dạy cho Ngô Bảo Châu những cái điều tối thiểu của cuộc sống. Thế mà không hiểu tại sao thì Ngô Bảo Châu lại không làm được cái việc đó, và tự anh ta đã làm vứt đổ, đánh đổ đi những cái mà anh ta đã đạt được cái trong cái lòng người dân Việt Nam. Đó là cái việc mà, kính thưa bà con, vào ngày 19 tháng 5 năm 2016, nhân dân Việt Nam chúng ta thành kính kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi không cần phải nói nhiều. Đối với nhân dân Việt Nam thì người đã được tôn thành một vị thánh. Mà có thể khẳng định một điều là về tư cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì xứng đáng để người dân Việt Nam tôn thờ. Và vì vậy cho nên là không những người dân trong nước Việt Nam mà nhân dân thế giới cũng phải kính trọng người. Hiện tại Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ của một đất nước nhỏ nhưng đã được dựng tượng nhiều nhất ở trên các nước trên thế giới. Thậm chí thủ đô Paris của nước Pháp là cái nước mà trước đây đã xâm lược Việt Nam, đô hộ Việt Nam và bị chính Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đánh đổ, thì hiện nay bức tượng của người vẫn đang đứng uy nghiêm ở thủ đô Paris của nước Pháp. Ngoài ra rất nhiều thủ đô, rất nhiều thành phố của các nước đều có dựng tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin khẳng định phải có sự kính trọng đối với một lãnh tụ của một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam thì mới có được cái hành động đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta có rất nhiều bài hát của các nhạc sĩ nước ngoài sáng tác và coi người như là một người đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng kiếp nô lệ lầm than cho loài người. Và vì vậy cho nên là người được kính trọng, sự kính trọng của tất cả người dân trên thế giới, người dân tiến bộ ở trên thế giới. Và có thể nói rằng ở trên bức tường của Paris có gắn 100 bộ mặt đã làm nên thế kỷ 20 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ râu dài và nụ cười hiền từ cũng xuất hiện ở trên cái bức tường có 100 bộ mặt làm nên thế kỷ 20. Vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh có xứng đáng để người dân Việt Nam chúng ta tôn thờ và học tập hay không? Tôi nghĩ rằng là quá xứng đáng. Và chúng ta biết là với một cái khẩu hiệu mà chúng ta thấy là thường rất hay có ở trong các cái hội trường, trong các cái hội nghị, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Đó, thì cái đó là một cái ước nguyện của nhân dân Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng vào cái chính cái ngày linh thiêng đó thì Ngô Bảo Châu đã đưa ra một phát ngôn, và tôi sau đây tôi xin đọc cho tất cả bà con chúng ta cùng nghe.
Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vâng, xin nhắc lại, xin chấn chỉnh lại cái câu Chủ tịch Hồ Chí Minh đỡ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đó là cái câu mà các cái khẩu hiệu hay được viết trong các hội trường, trong các cái ngày lễ lớn và trong các cái hội nghị thì hay viết là Chủ tịch Hồ Chí Minh được sống mãi trong sự nghiệp của ta. Thì Ngô Bảo Châu có nói một câu: có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ở đây thì Ngô Bảo Châu không nói thẳng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng tất cả chúng ta đều biết ý Ngô Bảo Châu nói rằng bỏ cái câu khẩu hiệu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta đi. Đó. Và lập tức cái câu phát biểu của Ngô Bảo Châu đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận trong nước. Tất cả người dân đều cho rằng đây là một câu nói rất hỗn xược, một câu nói gọi là ăn cháo đá bát. Ai, đất nước nào, dân tộc nào đã sinh ra Ngô Bảo Châu? Đất nước nào, dân tộc nào đã nuôi sống dòng họ nhà Ngô Bảo Châu và bản thân Ngô Bảo Châu lớn lên? Đất nước nào đã đào tạo những cái năm sơ khai khởi thảo, những cái bài học đầu tiên về chữ O, chữ A? Đất nước nào đã tạo điều kiện để cho Ngô Bảo Châu được đi tu nghiệp ở nước ngoài? Đất nước nào đã trọng vọng Ngô Bảo Châu để mà Ngô Bảo Châu có được cái sự tôn trọng? Đất nước nào đã dành cho Ngô Bảo Châu tất cả những cái gì gọi là tốt đẹp nhất? Đó là hai chữ Việt Nam, đó là đất nước Việt Nam. Vậy Ngô Bảo Châu không biết ơn đất nước Việt Nam, không biết ơn nhân dân Việt Nam, không biết ơn những cái gì đó đã mang lại cho mình, mà lại đi xúc phạm đến một vị lãnh tụ tối cao, một lãnh tụ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây tôi cho rằng là một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Ngô Bảo Châu. Ngay sau khi câu phát biểu này ra thì tất cả những cái gì trước đây là thần tượng của Ngô Bảo Châu đối với dân tộc Việt Nam bị vứt bỏ xuống, như vứt bỏ một cọng rác. Đó. Tất cả những người dân trong nước, trong đó có tôi, đều coi Ngô Bảo Châu là kẻ ăn cháo đá bát, đều coi Ngô Bảo Châu là kẻ hợm mình, đều coi Ngô Bảo Châu là những kẻ mà không phải là con người của dân tộc Việt Nam, sống có luân thường đạo lý, có chết trước có sau nhá. Ngô Bảo Châu chỉ biết nhìn nhận và nghĩ rằng mình đã là một vĩ nhân, mình đã là trở thành một người nổi tiếng như này thì mình nói gì mọi người cũng phải nghe, mình nói gì mọi người cũng phải cho là phải. Không có thế đâu Ngô Bảo Châu. Hãy nhìn ngược lại một chút những con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn không phải đâu xa một con người cũng có xuất thân thành tài ở nước Pháp, đó là giáo sư Nguyễn Đại Nghĩa. Xin lỗi bà con là tôi nhớ sai một chút. Đó là chính là một vị giáo sư. Ông đã tốt nghiệp các trường học đại học của Pháp và ông đã được vào làm ở trong ngành khoa học của nước Pháp với một đồng lương rất là cao. Nhưng sau khi nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã bỏ qua tất cả cuộc sống gọi là nhung lụa, bỏ qua tất cả những đồng lương cao chót vót để ông trở về vùng kháng chiến của Việt Nam, sống một cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn đến cùng cực, để đóng góp những cái trí tuệ tài năng của mình cho đất nước. Và chính nhờ những cái đóng góp của ông đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày tháng năm 1954, vang dội địa cầu của nhân dân Việt Nam. Và chính nhờ những cái phát minh của Trần Đại Nghĩa, vâng xin lỗi bà con, đó là giáo sư Trần Đại Nghĩa. Chính nhờ vào những phát minh của giáo sư Trần Đại Nghĩa mà quân đội Việt Nam đã có những cái loại vũ khí lúc đó chúng ta còn đang rất thiếu và chúng ta chỉ nhờ trông chờ vào viện trợ. Đặc biệt ở đây ấy, thì giáo sư Trần Đại Nghĩa còn cải tiến những vũ khí đó để nó phù hợp với điều kiện thiên nhiên, khí hậu rồi thổ nhưỡng của người Việt Nam. Chính vì vậy những vũ khí của ông Trần Đại Nghĩa cải tiến ra đánh giặc rất hiệu quả. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến một cái sự vĩ đại của một con người, đó là ông đã hy sinh tất cả những cái gì tốt đẹp nhất có thể dành cho mình, từ cuộc sống cho đến cơ sở vật chất, tiền tài, danh vọng, ở một đất nước mà lúc đó chúng ta biết là khoa học kỹ thuật đã phát triển. Chính vì vậy nếu ông ở lại nước Pháp thì chắc chắn ông sẽ trở thành một người nổi tiếng của thế giới. Nhưng ông đã không.
ông đã không 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 hành động như vậy. Ông đã quyết về với đất nước Việt Nam chúng ta, lúc đó còn đang nghèo nàn lạc hậu. Việt Minh lúc đó gần như là vẫn hai bàn tay chặt, và cuộc sống thì cháo bẹ măng rừng đó, như trong lời thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà Trần Đại Nghĩa chấp nhận tất cả. Chúng ta thấy ông không có một lời kêu ca, không có một lời phàn nàn, và ông chỉ biết công hiến cho đến trọn đời. Qua đây chúng ta mới thấy rằng có cần phải nói lên những cái lời nói như kiểu Ngô Bảo Châu hay không? Có cần phải muốn rằng chứng tỏ mình như kiểu Ngô Bảo Châu hay không? Thì mới được công nhận là những tài năng, những con người vĩ đại. Không, không cần đâu. Ngược lại, nếu mà hành động và có những lời nói như của Ngô Bảo Châu thì nó sẽ vùi dập cái tài năng của chính cái con người đó. Mà trường hợp Ngô Bảo Châu đây là một hình ảnh điển hình. Qua đây thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng để mà có được một cái tài năng xuất chúng đã là rất khó, đã là một nỗ lực rất cao. Nhưng để giữ được cái tài năng đó, giữ được cái phẩm hạnh đó, thì nó còn khó hơn rất nhiều lần. Mà ở đất nước Việt Nam chúng ta vừa qua, sau khi có một số đã tự vứt bỏ đi những cái ánh hào quang của mình một cách rất dễ dàng, mà những cái ánh hào quang đó thì hầu như tất cả người dân Việt Nam đều mong muốn. Tôi nói ví dụ như trường hợp của Lê Mạ Lư và bây giờ có Ngô Bảo Châu. Chúng ta thấy không? Đáng nhẽ từ những con người được trọng vọng, được kính nể, được sống mãi ở trong lòng người dân Việt Nam, thì cho đến bây giờ người dân Việt Nam chỉ muốn chóng quên đi, muốn phỉ nhổ vào mặt những con người đó, vì họ đã có những lời nói, có những hành động đi ngược lại lợi ích của đất nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam. Đó, mong rằng qua cái câu chuyện của Ngô Bảo Châu thì những con người hiện tại đang nổi tiếng, đã nổi tiếng và sắp tới sắp nổi tiếng, hãy làm sao sống cho được đúng mình, hãy làm sao sống cho đúng với lời của các cụ chúng ta ngày xưa đã dạy. Cái tài phải đi kèm với cái đức, chứ còn nếu chỉ có cái tài không mà không có đức thì cũng vứt bỏ. Đó, đấy là những cái điều mà người dân Việt Nam mong muốn ở tất cả những con người tài năng, đức độ ở trên cái đất nước Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta khác với những người châu Âu nhiều lắm. Chúng ta có thể tôn sùng, có thể kính trọng một con người nào đó, nhưng chúng ta cũng sẽ sẵn sàng vứt chúng xuống bùn đen nếu như chúng sống trái với luân thường đạo lý của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà Ngô Bảo Châu chính là một hành động điển hình, một con người điển hình như vậy. Mong rằng những ngày còn lại cuộc đời, Ngô Bảo Châu hãy suy nghĩ lại và không nên đưa ra những cái phát ngôn, không nên đưa ra những cái hành động mà càng gây bức xúc thêm cho người dân Việt Nam. Vì càng như thế bao nhiêu thì cái sự nhục nhã, cái sự ghẻ lạnh của người dân Việt Nam đối với Ngô Bảo Châu nó càng tăng lên bấy nhiêu. Bài nói của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người